lấy cái sạc đi ạ. Ba cầm nước trà đi không? Màu 23 cũng đẹp đúng rồi. Đi thôi. Mẹ mẹ để đấy cho Luis cầm cho mẹ đôi giấy. Mẹ để đấy Luis cầm cho. Bà già cầm ngoài nữa. Trang cất đồ bít vào tủ. Đi ra đường có túi. Túi em đeo á, 1.550.000. Hôm nay Triệu lấy em giảm 1.450. Đi đâu mang bình trà giảm cân mấy mẹ ạ? Đó. Không toan. Đi. Cầm ba lô cho mẹ. Đi. Rồi rồi. Nhà tôi đi. Đưa mẹ tôi ra sân bay vậy. Bà vào một chút cũng nhắc bà về à. Mục tiêu Bành Thị Tún vào đây để làm gì? Bà Tún khước từ tài sản chứ làm gì? Ừ, mày vào chơi. Nghe tin một lúc. Anh ơi đâu rồi? Không phải khóa cửa đâu ba ơi. Không phải khóa cửa đâu, xuống luôn. Được chưa? Mở phần truy cập phát ra cho miếng. Bà ấy vào đây để bà ấy khước từ tài sản này. Ghê thật. Đội lên cho cô đi. Mẹ hỏi có đều không ý? Trông một có đều không ý? Trông màu đẹp hơn màu này. Màu đẹp hơn màu này thì mua hai màu không nổi. Màu đẹp hơn màu này mày mua hai màu chứ ở đâu tự dưng đẹp. Để em chạy xe lên nhá. Bà vào để bà ký khước từ tài sản, các bác hiểu không? Vợ chồng em không phải ký khước từ tài sản luôn. Sốt ruột lắm. Bà lắm đất cũng mệt lắm. Lên xe đi mẹ ơi. Lên mẹ. Điểm chuyên nghiệp cá nhân này. Mà cụ chúng mày. Password là mà cụ chúng mày. Đứa nào định hỏi xin wifi bảo mà cụ chúng mày. Bà Tốt, người ta hỏi là mẹ chị vào ký khước từ tài sản vợ chồng chị không được gì à? Bà cho vợ chồng tôi thì bà nói luôn cho cộng đồng mạng biết à? Nó giàu rồi việc gì phải cho. Nó còn nó lộp thuế, nó còn chưa đủ tiền lộp thuế đất của nó. Loại này con này gọi là con ra đường.
Chị đang qua đón cho Đạt nhá. Đây này, đây là những các cái bọn này nó đi chở cái này Hà Nội là nó đi chở khỏe lắm. Giao hàng đó mẹ. Ừ, nó chở là có 3.000 một đơn chăng ạ? 3.000 đồng một đơn là đúng rồi. Nhưng mà nó chạy 300 đơn. Một ngày mấy người đấy là phải chạy được 200-300 đơn hàng. Nó chạy 300 đơn là cháu cố để cháu mua nhà. Mà nó chạy 5,5. 5,5 nó mua được cái hơn 3 tỷ. Gớm vậy à? Okay, nó có tiêu đéo cái tiền nó về hàng mình uống cốc nước là cháu cố mua bằng được nhà. Vậy tháng nó bao nhiêu mấy chục triệu. Ồ. Mua đất chứ, mua đất quê xa thì mới rẻ chứ. Ở Châu Bình là Châu Bình đắt lắm, hơn trăm mét. Okay. Lại Trang biết nhà Nga Ngòi không? Biết. Đấy. Thấy cái bà này, bà con này ba nhìn bà này. Mày bà cứ đều mù mày. 110 triệu một mét thôi mà phải chặt cả nhà ý ra, anh em mình trừ nhau đấy. Nhà chia đôi bán chia đôi đấy, thằng cả của mình cũng phải chấp nhận. Vì hai cái lần dâu nó cứ trừ nhau. Thế mà tiền dỡ nhà là thằng mua phải chịu. Nhà xây đéo mấy năm, 75, 8 năm thì ông bà chết. Đất ở Châu Trần là hình thức mà chạy ra đường 3 mà cái chỗ kia này. Ngày xưa có bao nhiêu? Ba đấy em có 97 triệu ai bảo đắt. Ngon à? Kẹo thơm. Mẹ ăn kẹo không mẹ? Không. À mẹ lấy mấy cái em để trong túi vui lắm. Thằng nào ăn thử đi, ăn thử đi. Thử 106. Đất ở ngoài đắt thế nhỉ? Chị đang ở bên này qua. À, chị đang cùng lãnh rồi. Chị bảo này, em sợt cà ri tôm dê Sư Vạn Hạnh gần An Đông Plaza. Em sợt địa chỉ, em chụp cái quán đấy, em gửi vào nhóm để cho mấy con rời, con thằng Như Vũ nó biết. Mình đưa bà Tú ra sân bay cỡ 11 giờ. Đúng không? Không mà mình về 11 rưỡi. Tại vì có mấy con đĩ nó trang điểm hơi lâu, con đĩ Vũ. Cà ri tôm à? Ừ, em sợt cà ri, bởi vì cà ri chỗ ấy nổi tiếng lắm, rất nổi tiếng. Cà ri dê. Cà ri dê. Nó sẽ nằm khúc Sư Vạn Hạnh nối dài. À Sư Vạn Hạnh cắt gần với An Đông Plaza. Ok ok, để em tìm thử ra. Ừ. Giao cho Đạt mấy cái này nhanh lắm. Ăn nhanh lắm. Nó bán à? Nó giỏi những cái việc đấy. Bà không chịu ăn thì bà về. Tôi chịu. Ngày ăn 7 gói thịt. Bà đi mua miến liên, có bố nó chẳng dám ăn. Ừ. Mua cho ăn cũng chử. Thế mà bà lại còn cho cái con bé kia lo gì? Lo chiên một đống cá tép con. Bà thích ăn cá bông hẳn, con cá 7 cân rồi bà cắt thành khúc cũng là một mạng. Tiếc quá. Kho từ khúc một. Luis nha mẹ nha. Không ăn thì nó nhiều mạng quá. Luis là người muốn ăn cá rô bí, không phải con. Đây là đối tượng sát sinh, không phải con. Mình trả nghiệp lâu lắm. Trả nghiệp đó nha. Trả nghiệp với tôi thật. Nói chung con thấy uống bia rượu là không có giết ai cả. Lai. Cái chất kích thích là ngài cũng cấm. Bia rượu là nó không nằm trong cái phạm trù là giết hại sinh linh, nó chỉ là ngủ giới. Uống nha, bia uống thì phải nhắm thì phải có đồ nhắm thì phải viết xúc vật. Không, con ăn cơm ở nhà, con ăn cơm với cả muối vừng, no rồi, đi uống bia rồi. Công nhận là ngài giỏi, tôi đọc những các cái bộ đại tạng kinh của ngài, chắc đây mấy nghìn năm. Bà đọc kinh làm cái gì, bà vẫn ghi lô đề cờ bạc. Không, ngài có cấm đâu, miễn là không lừa đảo, nhá. Ờ, kể cứ buôn một bán 1.000. Phải dạy rõ ràng nước lồi nước cho bèo trôi, nhưng không được quyền bán đồ lừa đảo. Còn thuận mua thì vừa bán, kể cả những người cho vay lãi cao thấp là người có ơn nhất trên cái cuộc đời này. Nhưng mà cao thấp là có bắt mình vay đâu. Nếu như không cảm ơn những người chủ cho vay, tội muôn đời vạn kiếp. Không bao giờ nhầm, không nhiều thầy nói là không đúng nữa. Nhiều thầy nói là không đúng. Bây giờ mình hoạn lạn, mình chẳng có số lao, đến mình người ta cho vay, đến là thỏa thuận.
đất mua 1.000 10.000 triệu một mét tôi bán 100 triệu chẳng nhẽ cũng bị tội, 200 triệu mét bị tội. Nhưng con chơi này đấy, cái ông Trọng này với ông biến mẹ rồi, ông đi bây giờ chết đói hết Hà Nội. Liên quan bây giờ ông ấy cấm gì, cấm mà đúng rồi, bà cứ mua miếng đất có 2 triệu mét vuông giờ bảo nó 200 triệu, ai giàu lại bà. Vật mỗi đất mẹ ra những các cái lệnh phát khiếp. Còn thì ra đúng đấy, cho cân bằng giờ mẹ thế đó, của bất động sản. Thằng phụ xây đi uống bia cồn về phạt 6 triệu trong túi. Thế cho đúng sao? Mày thằng ngồi bà nhậu nhẹt tao đi xe chả trả phạt sao? Đổ sư điên hết cả người thấy lên đấy đấy. Ông phạt thì ông phạt ghê thì đánh phạt thuê phạt đi đấy. Ai từng loại một người ta không ạ. Là thế giới bà cứ như con này, con đi xe ôm chả làm sao cả. Suốt ngày đi xe ôm, đi nhậu xách cái can rượu đi xe ôm. Thay cái karaoke cũng không cho mở, tất cả karaoke không phải là không cho mở, cho mở với điều kiện diện tích phòng ốc của bà là phải chuẩn. Chuẩn thì bây giờ cái mẹ hàng chục tỷ được mà bây giờ Việt Nam thì nó có vào. Thế bà có biết là một lần thu tiền karaoke thu bao tiền không? Bao nhiêu thì lỗ, có khách VIP khách không, khách nào thì không đủ. Thế thôi đừng làm, thấy lỗ quá đừng làm. Chán đời. Bà mở karaoke mà phòng ốc của bà không đúng tiêu chuẩn, xong rồi là chỗ bà một chỗ phát điểm chết thằng bao nhiêu con, thầy cấm mẹ hết luôn cho nha. Bây giờ mẹ mỗi đứa mua một cái loa về nhà tự hát đi chuẩn à, luôn. Đi làm bia thì đẹp được mắc mắc cam. Tổ sư bố thế này nói các cái chỗ mết được trước rồi sau để biết đấy. Đây mắc ca mà tiền vứt ở trên bàn là nó phạt ngay 60 triệu. Thế nó bảo đấy là cờ bạc, không thể chấp nhận. Thì đúng mà em đúng mà có đâu không? Các bà cứ hay làm lậu làm đen nên bà cứ thấy là người ta vô lý cho con thấy đúng. Karaoke con nói mẹ nghe, đi vào những cái quán ấy mà không có cửa thoát hiểm, không biết chết lúc nào. Thôi tôi ở nhà, tôi ra vỉa hè tôi mua, tôi gọi loa kẹo kéo đưa 200 tôi hát 3 bài. Cái gì là 200 3 bài hát thoải mái? Không ạ, gơm bà nói như bà người ta mua cái loa tôi tối nhất chắc bà cho ta 200 bà hát 3 tiếng. Trong ý à. Bà có thấy có vẻ nó hơi không mát không? Gọi là cái màn chiếu cái gì đấy? Bà đoàn đi. Mỗi ngày hát 2-3 bài mà mẹ mua uống có mỗi cốc. À đúng rồi, trời ơi. Từ nãy giờ không chữ AC vào sao em nóng quá. Bà mẹ sao cái hóa ra ngồi thì nãy giờ bật 18 độ, 17 độ nó mát. Hóa ra là không có chữ AC tự động. Mẹ ơi nó nóng bu bốn cụ chịu. Lần trước em bị như vậy đó. Lần trước đó đi từ nhà ra sân bay đó, đi đến Phú Nhuận nóng gần chết. Nó nắng gấp 7 lần trước này. Xong là gọi ông giày thì ông ấy đang họp anh nhỉ. Biết cái xe làm sao. Mới quay live stream lên mạng, hóa ra mọi người bảo là chưa bấm chữ AC. Thảo bảo nóng từ đấy giờ. Cái AC là gì? AC là tự động. Là gì? Air conditioner là máy lạnh. Tưởng tự động. À, auto mà là tự động nhầm nhỉ. Này, nó đùa chẳng hạn. Có 4, 5 lây là ta đéo làm ăn gì, tao tiêu vào tiền nhà. Thôi bà làm gì thôi, bà đừng làm. Suốt đời đéo bây giờ có một đồng đúng tao. Ngày xưa tao người nghèo vanh, nhà ta đéo giả, tao đéo cần. Mẹ tao tìm kiếm đúng mà để kiếm tiền thật thì không bao giờ thì mẹ bán 70 công lớn được 200 mốt còn gốc còn ngọn mất 3 tao nghĩ là bây giờ ấy ba thứ đá qua lại nó mẹ đừng đi bán nước 4.000. Mẹ đừng đi bán kêu nước tao, để mẹ tao đi giải nghiệp đi ngày xưa tao mẹ cho vay nặng lãi tao không phụ lại bây tao nói mày nghe nhá, không ai nhiều phúc đức như tao nhé. Không, bà cho vay nặng lãi, bà chắc chắn là cho vay nặng lãi. Giúp bao nhiêu người đi mổ tim mổ gan bệnh viện không lấy tiền, bao người đẻ bao nhiêu con dầu chửa chiếc là mang đi hết không lấy cái đồng nào về đến đây nói đến tôi thì là đầu tiên là con người từ thiện rồi. Nhưng rõ ràng bà cho cái lượng bà cho cái người mà chừa đẻ thì ít hơn lượng bà cho vay nặng lãi. Các doanh nghiệp thuận thì anh vay, không thuận thì thôi. Bao nhiêu xưởng gỗ dầu bây giờ. Ơi trời lại bây giờ mà làm ba gian nhà cổ anh 7-8 chủ xưởng gỗ bảo để tôi làm cho bà một cái máy tử tế. Thật thì qua cái thằng Phúc nó chẳng ra cái gì thì đâm mình không làm cái máy gỗ. Vì là cái thằng nó ngu là không ở cái máy gỗ là phải chịu khó lau chùi. Lúc nào phải bóng nhảy. Nhưng mà vấn đề là bà có sạch đâu mà đời con bà sạch. Tôi thì già thì nó khác. Tôi có làm gì có thời gian, lưng bây giờ mẹ nó bị đau. Không có thời gian. Quen được, cúi được, cúi được. Nhưng mà bà sẽ ngồi, bà vũ đùi đến đét, cho trên ghế và buồn chuyện từ sáng đến tối. Tệ mẹ bây giờ già rồi thế. Thế cho nên là mấy chứ còn rất thích mẹ làm ba gian nhà cổ, thật đẹp. Bây giờ mẹ như là thằng Tấn Phương ở trong chùa Tây Phương là riêng bác làm, em thì chọn cái bác.
không cần gỗ đặc sắc, em chọn toàn gỗ xoan tai ngâm cho bác 200 năm không lạc gì cả. Nhưng mà bây giờ là đời cái máy đấy là đời dòng tộc nhà người ta còn chưa đâu với đâu, ở đâu dòng 200 năm gỗ cho bà ngồi vào tin trong PR marketing bố như người ta mẹ nó sống còn chưa được 60 năm lại bán cho bà cái gỗ nâng ngâm 200 năm. Yên tâm, gỗ ý mà gỗ thôi, bà cứ ở nhà bê tông cho tôi, bà cứ ở nhà bê tông cho tôi nhờ. Tao vẫn thích cái nhà gỗ mày, biết là tao phải tốn tiền một quả nữa, tao phải đập cho mẹ. Thôi con nó nghĩ rồi, bây giờ mẹ phải làm phước đi, mẹ giờ mẹ đừng bán nước kiếm tiền đấy. Bây giờ mẹ về mẹ mở cái tiệm nước đó, mẹ để ghi chữ là uống miễn phí, hút thuốc lào miễn phí, rượu mỗi người 3 chén miễn phí. Không, tôi bán rượu luôn rồi. Tôi bán rượu bao giờ? Bà ấy là người mua cho em 500 lít rượu để cúng dường cho trường em đấy. Rượu ngô. Rượu phải cực kỳ ngon, uống êm nhá. Ừ. Dạo này bà buôn rượu luôn rồi, ghê thật. Đám cưới nó gọi hộ người ta cho mình lấy lại đồng chó đấy. Rượu Hà Giang, men lá thật 100 loại lá. Nó nhiều như mình cái sừng rượu mà không có. Nó đi tạo sang nước ngoài với con là mấy năm, con bạn thân đấy, ba chị em gái, nhưng nó không nhường. Bà quản lý đi lãi lắm mà không. Bây giờ tôi, bà giúp tôi thì về, thì bà còn giả tôi chứ các em tôi về nó cướp không, nhưng mà phải thông cảm. Ngại lắm, nấu rượu lại ngon. Nấu rượu lại lắm à? Rượu mẹ lá, lãi lắm. Rượu ngô đấy, không rượu gạo, uống ngon cực. Bà thú một cười nhỉ. Ra cửa đi, ra cửa đi, 30 giây chị đến. Buôn bán thật thì nếu bây giờ có xu làm, chết đói. Chị đói sao, buôn bán thật đây vẫn sống bình thường đấy. Đây là cái nghề của bà, cái nghề của bà, tôi buôn thúng bán mẹt, tôi có ăn cướp. Kể cả là một cái quán bà không phải là ăn buôn thúng bán mẹt. Kể cả một bà là ghi lô đề cờ bạc, dạo này cơ quan nhà nước người ta siết kinh quá, bà không ghi được nữa. Năm nay là bố nó điên thật. Có quen rồi. 4 năm nay nhà nước siết mạnh nhiều, là một cô lô ghi lô đề cờ bạc. Nhiều thằng Mạnh đến mua gói bánh chả là bà lại ghi. Lại mặc cả phải địt mẹ mình ghi cho bố qua đề 10.000 dí cặn mà bán cái gói bánh chả cho mày được 2.000 bạc, bố bỏ 28.000 lại bảo đắt thế, bảo Minh là bố mày bán để gạ cho mày đứng đề chứ không phải bố bán là 20.000 mày cứ ghi 10.000 thì đề đấy đấy mà dạng nuôi kéo người ta sẽ cho bà đéo thay bán bánh chả bà cứ để đấy, nếu mà tôi phải xì công an phải xì lại bà rồi thằng Phúc em 2 hôm nữa có lũ chó lo lên nó săn thằng Phúc thì đã có xếp báo. Y rằng 2-3 hôm sau có một con đi lên hỏi đánh lô đề với một thằng Mạnh. Đó không, mẹ cháu bắt nghỉ 4 năm nay rồi ơi. Cái ngồi lên này. Mẹ ghi lấy cái 500-700 triệu bạc tiền đề nó nhẹ thì không, có trúng cái đéo. Mấy cái tiền lèn phèn. Ngồi bán nước ấy. Cái đời chó là để mà được 50. Ôi giời ơi, tiền điện tiền đó 4.000 sông điện, 30.000 khối nước, 8.000 túi đá. Bán được 50-60 cốc nước, hơn 100 bạc ở cốc ngọn trừ đi mấy chục. Người ta hóng bánh lô bánh đề, hóng chó cái bánh nước. Cấm ác quá thì phải chịu nhục cái này. Tiêu chả tiêu. Đây, em ơi, đây. Sang đây. Bà đây lên đây. Xin chào. Gọi thì không nghe. Chảy ra thấy tin nhắn nó chảy ra liền mà. Tôi nhắn tin từ 20 giây trước. Em ở đây à? Dạ không ạ, đang uống cà phê với bạn trong này. Chào bà, vào chứ gặp bà đã về. Ừ bà vào ký khước từ tài sản chứ bà có nhu cầu gặp chúng mày nghĩ chúng mày là ai bà gặp chúng mày. Mày con rể con gái bà còn không thèm gặp mà chúng mày à Đạt. Nghe tin con rể về phải vào ngay. Đấy. Nghe tôi quý hóa đấy. À vào để bảo ký giấy tờ. Tôi là con rể là khách, cái quan điểm của tôi con rể là khách. Đấy. Kể cả con rể là con dâu con gái là khách. Kể cả mẹ đẻ tôi cho đến các con rể rất quý mẹ. Sương Nguyệt Ánh à? Sương Nguyệt Ánh đâm sang bên kia không nhỉ? Không nhớ thôi. Chúng chui ra lại đầu đường. Không, tại vì Sương Nguyệt Ánh nhiều khi không ra được mà là Bùi Thị Xuân. Nên là mình đâm sang không sang được và phải vòng cua xuống tiệm. Bà mẹ tôi vẫn ở Đà Lạt chứ? Dạ vâng. Vẫn bán hàng Đà Lạt. Gửi lời hỏi thăm bà ngoại với chị Trang bảo đợt này vào có gặp bà ngoại. Để là cho tôi ra hỏi thăm bà nhá, gửi lời hỏi thăm bà. Em chúc bà mạnh khỏe đắt hàng. Dạ gọi nó ra cái cà ri Ấn Độ Musa. Đúng rồi, Musa chính nó đấy. Lô B chung cư đường Sư Vận Hành. Chính nó đấy. Thì ngon à?
Bà con gì đâu, bà con nhà Phật mà, bà ăn bảy hoa thịt bán làm gì? Tôi chú bà hoa, bấy hoa để chết. Gửi đến cái nhóm nó nhậu chào mừng đấy hả? À. Mấy giờ chị? Chị nghĩ là 11 rưỡi. Em báo chúng 11 rưỡi là đẹp. Ủa nó bán chưa ta? Em coi thử coi. Anh xem Musa bán chưa? Đóng cửa lúc 2-3 giờ, bây giờ đang mở cửa. Không chứ, chúng mình ăn buổi sáng đây. No, mà ăn chiều. Không cỡ đâu. Ăn 1 giờ chiều. Bà Tú này buồn cười lắm. Bà vào bà mua cho con Thảo một cân giò, bà coi như tao chết rồi. Ừ. Ừ, bà giàu diêm diêm. Có ăn béo đâu, bảo bà mua mỗi đứa lửa cân. Có ăn đâu. Không. Mà đi ăn hàng. Bà ý là chủ đích chỉ cho con Thảo. Bởi vì nếu như bà mua một cân giò đấy bà chia làm đôi. Thì bà sẽ đưa cho tao ngay khi vào sân bay. Bà sẽ đưa ngay cái lúc mà tao đón bà ý lên đến nhà. Tao bảo bà đưa con cầm cho, tao sợ bà tay đau bà cầm. Không, 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 mày cầm. Thế tao đã biết là bà giống như mấy rồi. Đến khi mà tao giật cái túi ra giò, nói ra bà có một cân giò. Và một cân giò mò, đúng không anh, công nhận không? Giò tai, giò tai. Một cân giò tai, xong mà tao mới thấy một cân mà để nguyên. Tao ô mày mua giò, không mua cho Thảo đấy. Chứ nếu như bà là chủ định là bà mua cho tao luôn, thì bà bảo là ừ mẹ mua một cân giò và mấy chị em chia nhau ăn. Nó cũng là một câu tao mắt lòng mắt ra chứ mày nghĩ thế đi. Thế đó là cái con quỷ sứ này. Cái loại mày tao không thèm chấp. Chúng mày rứt đầu lắm, tao rứt đầu tao đến nhiều. Nhưng mà em phải đúng không Đạt? Nếu như năm nay giờ mày không công ăn việc làm, vô gia cư vô địa tạng. Bán bớt miếng đất thì mà thiêu. Tao chẳng có gì phải bán đất, đời tao phải bán đất à. Trong khi bà gái em thấy có cả Phúc vào nữa mà. Nó đang ở sân bay bên nhà Thảo. À, nói chung là bà ấy thì đi gãi nợ của mấy cái thằng nợ bà ấy tiêu. Mày hiểu không? Đây. Mấy nay còn bán nệm tôi cứ kiểu mà vẫn chờ bán được. Cứ để hôm đi cưới giờ là bán bày để giữ kiosk cho con gái ruột của bà là bà Bành Thị Thảo. Bây giờ tao về tao còn làm. Luôn luôn khao khát Bành Thị Thảo với em cá. Tao về nha. Cháu trai của bà. Tao còn làm cả chợ bây giờ là chỗ 38 m. Bà đã cho người đêm hôm đẩy đổ cái tường để nhà bá là hai mặt tiền. Ở quê tôi vẫn quê lề nhưng mà con ra Bắc ở hết năm nay, con ra Bắc ở, bà cho con ra để bán trà đá nhá. Khỏi phải đi làm nhá. Ôi trời, trà đá đéo rồi. Trà đá nếu bán như tao gây gớm như tao ngày nó 300.000 thôi, nhưng mà vui lắm. Ui, vui ok chỗ. con cần làm nhiều ngày, 300.000 con ăn trăm cũng có 200 được rồi. Ở quê phải chén 50 rồi. Điện thì nó đắt, điện 4.000 một số là chưa trừ điện, chưa trừ nước. Ok, đại khái là cái tầm 300 thì đơn giản, còn vừa ngồi rồi. Chơi ví dụ là nhá, ta đổi bình nước là ta phải đổi 12.000 là rẻ rồi. Cái thằng chó con nó đổi có 10.000. Còn là chỗ ta là đổi 15.000, nhưng mà tôi tao hữu nghị xây từ đấu 12.000 thì là ta được 5.000 một bình, mà ta còn không thể bày ra để đổi, tao để ở trong kiosk đấy. Chứ lấy mà bày ra, nói chung là bà ấy ôm hai cái kiosk cộng với một chỗ khu biệt thự gì đấy. Bà ôm để bà ước mơ là con gái ruột của bà về. Nếu như con Thảo nó ra, con ta muôn đời đéo giờ phải xả, vì đấy nó là chợ. Mày hiểu chứ, đã là chợ truyền thống thì không bao giờ lấy lỗi. Như là con nhóm đường ở tỉnh Chất Anh, mày tổ xin cái mày đi mua 200 triệu mấy đất, tao chẳng mày. Tao mất mỗi tháng có triệu, coi như tiền tao ăn phở. Con ta có chỗ ở gì nó phải chen vào của em dâu lắm, của chị dâu lắm. Ở đây ai thèm đấy, ai thấy mà chen, ai bà bảo ai chen. Ví dụ như là con Thảo nó về thì thằng Phúc nó lấy vợ, thì ví dụ ai thèm chen đồ nhỉ? Thì làm thì mày cái nhà bà những cái biệt thự 6 lầu nguyên nguyên tắc là đấy có mày là nói chung không ai ở Trung An à, đấy hả? Ừ. Riêng Hà Nội chúng ta là không ai ở Trung An, rất điểm luôn, kể cả 10 tầng. Đấy thì ta nghĩ rồi, mà chợ thì không ai đòi được, mỗi tháng có triệu bạc. Bà có 5 gian kiosk. Bà ôm kiosk bà để đấy, bà mở ra để cho bà ấy luôn ước mơ một ngày con gái ruột của bà ấy về. Tao hỏi mày, coi như là tiền tao ăn quà thì là ta phải cầy cái tiền nào để tao đập vào kiosk chứ. Tất nhiên mẹ ta bị 6 tháng sau kia tao đi bán lôi đề, mấy hôm mà trộm tao được 4 triệu, tao đền mẹ vào chợ. Cái tao làm gì tao có tiền để cái này. Tao chẳng có tiền để làm, của tao có tiền ngoài được. Thế bây giờ nha, về bà ghi lô đề mà. Bây giờ về công an tao lấy đơn một chỗ cái bể. Nghe rõ chưa? Cái bể trên mặt của tao này, tao cho người khó ta. Mấy cái ông cha cố nội này đi ship hàng chạy ngược chiều. Là xong hôm qua thấy trên mạng đăng một cảnh cái ông đi ship hàng như vậy, đâm vào con lích sụt 570 móc mẹ cửa người ta xong quỳ xuống khóc. Mình nghĩ bụng là mấy ba mấy má chạy đúng đường không mà các bạn mới đâm vào xe người ta đấy. Ô tô người ta đi luôn đúng len của người ta, làm sao mà người ta mà mình được. Toàn các bố phi tay cầm điện thoại bấm để xem địa chỉ, để nghe điện khách hiểu không, phi bấm người ta đấy. Ok, ví dụ như bảo người ta đi này, người ta vô tình ok không sao,
mấy ông nội đi ngược chiều nhau phi thẳng ra bằng cái xe người khác lại cụ. Còn mấy bố ship thích đứng giữa đường là đứng à, thích đứng giữa ngã tư đứng à. Tài xế cái xe công nghệ với như mấy người người ta chạy rất đúng luật, nhưng mà có những người chạy đấy anh đâu thích đứng mẹ kìa, chỗ cua người ta cứ đứng mẹ đấy, thích cái đứng nhá, vỉa hè thì không phi lên. Xong lúc đâm vào xe khác kêu là chứ mấy người giàu đi xe xịn thì có gì đâu, trời mấy ma mấy má chắc giàu tự dưng giàu. Chế xong tài xế đừng bắt đền nhé. Bây giờ hai ba vụ như thế rồi đấy. Em nghĩ xem nếu như cái xe xịn đấy là tài xế người ta chạy, người ta không được quyền quyết định là có bỏ qua hay không bỏ qua, bởi vì đi bảo hiểm, bảo hiểm một ca như vậy, nếu như mà những cái xe xịn nha nó phải yêu cầu là giám định chỗ đấy tai nạn là do ai. Bọn này nó đi. Bây giờ mày bảo hiểm là mình muốn báo thì báo đâu. Tiền Hà Nội đi ngày 500-700 triệu là bình thường đấy. Nhưng mà mấy người có nhưng nhiều người chạy 500, xe mà chạy vô ý thức. Tiêu được hết. Ngoài cái 500-700 là giàu rồi. Bây mình đi đúng lane của mình đây đi, nó cứ phóng nó lách đâm vào mình, xong bảo mình là bỏ qua sao? Có nhiều người chạy mà như tốc độ bàn thờ ấy. Phóng bằng được. Nói chung mà cứ ra đường va chạm là cứ giao thông đến làm đúng luật xong. Xe vui rồi. Thắc cô xe đi xe chở giống như dạng chở thuốc. Xe chuyên dụng. Mình bao nhiêu lần ở kể ở chung cư như mình thế, mấy ông ship ấy chạy ngược chiều phi mẹ vào xe mình luôn. Mình đi luôn luôn từ tốn tốc độ 20 km/h. Dòng xe bét ở Hà Nội là bọn nó chiết khấu phần trăm nhiều nhất. À mu giao hàng cơ quan cũ dày này sáu việc chứ. Lần tôi để cửa máy gấp luôn được ấy, ông về chưa kịp. Thằng Vũ dậy chưa? Ê Đạt ơi, hình như đang có phim Hàn Quốc gì hay lắm đúng không? Cái phim Hàn Quốc mà dày đang xem ấy. À phim đấy của Netflix chiếu mà. Thế tôi tưởng ngoài rạp. Phim bộ, à phim tập chắc là cũng 5-7 tập gì. Hôm nay trời đẹp quá, không nắng. Thằng Vũ nó ok chưa? Chưa có ai ok thì nó mới đâu này. Em gọi thằng Vũ đi, con trời đấy là nó dậy, nó tắm, nó rửa lông, rửa háng. Nó trang điểm lâu lắm. Thằng Vũ điệu lắm. Điệu lắm. Tao sợ em ra là không ngủ với anh. Là em kêu là mày dậy mày em đi Vũ. Là nó dậy nó làm xong hết em mới dậy. Make up xong chưa? Dậy chưa? Đây Trang đúng thật là, đúng thật là nói thật, nói xin lỗi mà nó chết linh lắm. Họ bà, thằng Ân dậy chưa? Đọc tin nhắn ở trên nhóm đi, có địa chỉ đấy, kiểu 11:30 gặp nhau ở đấy. Thằng Ân dậy chưa? Rồi gửi đấy, cho mọi người chạy nhá. Mày chạy một chiều thế không? Gọi 7 bằng không cho nó đi không? Con 7 bằng nó chạy từ quận 12 đấy, nên là con đi phi vừa vừa đấy. Hôm nay nó nghỉ đóng bê tông. Hôm nay nó nghỉ đóng bê tông cho nó đi uống cà phê mà. Khuya mai Đức bay về, cho nên sáng mai sáng cà phê với thằng E, thằng Đức ở quận nhất trong. Thế thằng Đức đâu? Thằng Đức bây giờ đi làm. Trên hẹn đang chưa với Sang đấy, gan sổ đấy. Sang à? À, chị nhớ cái nhân vật Sang đi. Cái em úp ngược đấy không? Đi. Mối tình thanh xuân không? Đấy cũng mày nhá, là tao đang live stream nhá. Cháu tao nhìn thấy không phải việc của tao, nhưng tao không nói gì nhá, đúng không? Phấn nhà chị dùng thích thật. Ngay hôm may mà mất cái ruột. Mất cái ruột là gì trời? Nó có hai cái ruột nha Trần Thủy, em mua hộp đấy là có hai cái ruột, em mất là mất sao? Trong hộp đấy nó có hai cái ruột, chị nói rồi mà. Chị nó bảo nhắn tin nhắn, nó bảo là nghe thấy rồi. Em ơi yên tâm, có chị ở đây, cháu ơi cháu yên tâm, cháu phải lốt đi bác vào. Thấy chưa, thằng Đạt thấy chưa, rủ bạn đi ăn thấy chưa. Thì nó hẹn thì hẹn thôi, chứ sao giờ thì đi thôi, chứ nó không có làm gì đâu mà. Phải xoắn. Yên tâm, mai nó qua ở với chị. Thổ tâm. Im ra nó nghe xong sợ luôn.
đấy là rõ ràng mình để cái máy live stream từ đầu đúng không? Em không nói cô gì đúng không? Thì không nói thì em cũng bảo lắm. Em tưởng nằm trong đó luôn không để ý. Trời ơi, em nghĩ gì một hộp phấn để được hai cái ruột thì em tìm lại được chưa? Ôi Thủy ơi, chị like em đấy. Phấn nhà chị đánh nào cực kỳ đỉnh cao, đã bán 5 năm rồi mới về 500 hộp. Chờ phấn còn lâu hơn chờ chồng. Đặt phấn 500 hộp mà chờ lâu hơn chờ chồng. Phải đúng cái dòng này đánh nó mới sung sướng cuộc đời. Lật thùng rác tìm lại chưa? Ở trong này nó có cái bịch ni lông nên nó không có sao cả. Em bật lục thùng rác ra vì nó là một cái giống như một gói bánh ấy. Nó zip lông rất sạch sẽ ra ngon lành cành đào. Không sao cả nếu trong thùng rác. Trời ơi, nhìn thấy anh thấy cái xe đằng trước không? Thấy toàn hoa không? Đấy là nó đã dọn rác của cái nhà nó sinh nhật hoa tươi tình tươi tắn đến kia kìa, thấy không? Phí chưa? Một cái bình hoa cực kỳ nhiều tiền. Đấy, anh thấy không? Hoa tươi như vậy mà người ta đổ luôn thùng rác. Giả không? Giả thì không bao giờ họ bứt. Tại vì nếu là hoa giả, họ sẽ giữ lại. Thùng rác hả? Hay là cái chỗ cho mướn đồ cứ... Thùng rác. Anh thấy bao bọc đẹp lắm. Thùng rác. Riêng mà bà tụi bay chuyến 12 giờ là phải đi từ 10 giờ kể cả check in trước vì đường nó rất là đông. Anh nhớ chỗ này không? Calari của ông Phú, ông hay tổ chức tiệc chay này. Chỗ quận 7 đấy gì? Nhặt lại rồi à? Ok, mừng quá, rửa đi em ạ. Chỗ quận 7 là Avalon. À là gì nhỉ? Đấy, lại cái đám cưới đó. Tiệc cưới, nhà hàng tiệc cưới. Đây ngày xưa em cũng ăn được lần hai lần. Còn chứ Trần Thủy, bột đánh răng than tre còn. Úi dồi ôi, đây các bác này này, không thể thương nổi. Không thương nổi với ông này luôn. Đường một chiều không thương nổi với ông này luôn. Thật sự luôn là không thể thương nổi. Đấy, cứ bảo đấy, mấy bác cứ bảo đấy, đấy. Mấy ông nội này bảo là sao đấy, bà đấy xong rồi bảo là ừ, thương người lao động. Các bà thương người lao động mà ai thương bọn tôi. Chạy xe giờ cao điểm đấy, xe rác ông thích để em thích để này anh nhá. Không để đâu ra tử tế cái hệ thống gì cả. Xe chạy ngược chiều, xe rác chạy ngược chiều được một chiều giờ cao điểm. Như đúng rồi. Thu rác anh thấy không? Canh cái giờ 10 giờ 30 thu. Trong khi cái giờ vắng thì không thu. Rác là thu buổi sáng sớm chứ. 5 giờ. Người ta thu rác 5 giờ sáng chứ. 420.000 Trần Thủy ơi. Đấy, thấy không? Thấy thằng này, thấy anh đang thử gáp này không? Đấy, nó cũng phi ngược chiều. Nó cũng sợ gì ai. Chúng nó chỉ tiện cái việc của chúng nó thôi. Còn việc bảo vào được mấy ngày rồi? Hôm nay là 6. Ồ. Lâu hơn cả 3 tháng. Nhưng mà hôm trước trang live stream với... Trượt bà đi Ấn Độ đấy. Tại vì hôm ý chị... Hôm trước trang live stream em tưởng chỉ phát lại. Nói bà bằng ngoại sau lại ở trong Sài Gòn. Phát lại đâu, có nghĩa là bà vào đáng lẽ là bà sẽ đi Ấn Độ. Chị cả bà chị định đi Ấn Độ bà, nhưng chị chợt nhớ ra cái lịch chị đi 20 tháng 11. Nên là chị book để bà đi nhưng mà nó bị hết chỗ. Đi với con âm tu viện mà hết chỗ đi Ấn Độ. Để con tìm trận Tây Tạng nào đi. Đi Tây Tạng, đi Tây Tạng. Để con tìm chuyến đi Tây Tạng. Đừng đi Bhutan đi rồi, lên Liên Hoa Hòa Sinh thì sợ lắm. Bà đi Bhutan rồi thì con đưa Tây Tạng đẹp. Tây Tạng Ngọc Thanh Tâm với cả chị Hằng Hải Vương mới đi về. Đấy, đi Tây Tạng. Đấy là đất Phật 100% luôn. Bán 10 con cừu thì đi mua vàng để rát vàng. 9 con là một con để làm vốn. Tây Tạng. Ông chồng chắc mệt với cái miệng bà này luôn. Dám mệt, cái mặt dám mệt. Mệt sao mày? Tao không nói ông ấy sợ. Khi nào mà tôi không nói ông ấy mới sợ. Bởi vì tôi bị bệnh. Khi mà tôi trở bệnh nghĩa là tôi không nói được câu gì hết. Các bạn hiểu không? Tây Tạng, Bích Lan, Miến Điện. Đấy là những nước đất Phật 100%. Chính cái cây Bồ Đề ở Ấn Độ bây giờ là cái cây cũ từ thời Đức Phật ở bên Bích Lan. Còn cây mới đấy này là ở Bồ Đề đấy là đâu cách đây là... Ồ, sao dạo này xe buýt sạch sẽ vậy?
Ê, xe buýt sáng loáng sạch sẽ luôn, sợ chứ. Chắc bị nói nhiều quá. Xe buýt sạch bây giờ. Xe buýt sạch khủng khiếp luôn. Tuyến sân bay Nội Bài với Mỹ Đình ấy mẹ, xe buýt cực kỳ sạch. Không kể cả các tuyến đi các đường trong thành bây giờ thì sạch lắm. Không mà bắt phải cọ rửa. Không, ý có nói là chỗ ngồi máy lạnh trên xe ấy, trông rất xịn sò. Vừa trở lên cân. Chuẩn bị chạy đến cả 65 cân rưỡi. Chạy tàu điện rồi. Đạt mày bao nhiêu cân rồi? Em à, 72. Tao trèo lên cân 65 cân rưỡi. Thôi em ở Sài Gòn em bao nhiêu cân chị biết không? À, em chị nghĩ là em phải tầm 75, 76. Dạ sai rồi, 84 cân. Ôi trời ơi. Anh nó xuống 10 kg, 11 kg. Bây giờ em 72 cân. Đi Sài Gòn về là 73 cân. Có khả năng với cái đồ ăn như thế này. Nhưng bây giờ không thể xuống dưới 70 vì em đã cố gắng nhìn lắm rồi nhưng mà nó vẫn không xuống được, nó vẫn ngang 7, tầm của em là ngang 70, nó không xuống được nó rồi. Nhìn là nó tụt áo huyết ấy. Không có nhìn. Chỉ là ăn, chỉ là không ăn cơm thôi. Ăn cơm đâu có lại béo. Không ăn cơm, không ăn tinh bột. Ăn đồ ăn. Tiến Đặng, Trang vẫn đẹp và vẫn vô duyên thôi, tao không cần có duyên đâu. Tao vô duyên, tao giữ chồng được rồi. Có duyên mà lắm thằng nó đến nó mệt lắm. Tao không thích vô duyên mày. Đời mà có vô duyên được như tao ấy. Ghê. Tao sợ nhất có duyên. Có duyên dai theo nhiều quá tao chịu không nổi. Dứt đầu. Tao vô duyên nó chơi với BD. Chị em nhà tao thôi cho nó xanh chín. Gầy đi mấy cân để đi cắt cái dây đồng hồ này mới được. Cắt một mắt. Ủa cái đồng hồ kia không có gắn mắt cho anh không ta? Sao anh thấy cái mắt còn yên nguyên trong đó vậy? Anh còn kêu người ta gắn mắt không? Anh kêu anh bấm quăng nó cho ổng. Ông tính 20 à? Ông tính 20 thì gắn mắt 10.000. Đúng rồi, Trần Thủy. Chị chỉ cần vô duyên vậy thôi em. Đời có duyên mà không có tiền thôi. Chị thôi, chị thà vô duyên có tiền. Tây Henry em đang đâu đấy? À, quán bún đậu á, em chưa ghé về quán chị. Em đang ra sân bay đưa mẹ em về Hà Nội. Đây xe VinFast đây anh. Xe chạy ống điện đấy mẹ. Thấy ba. Màu xanh cơ. Ở đây đúng rồi. Ở trong không chứ thì... taxi đây. Ở trong này là màu trắng chứ. Không, cả trắng cả xanh. Hà Nội toàn màu xanh. Ừ, có cả trắng lẫn xanh nhưng mà ý con nói rồi. Là có chiếc taxi kìa. VinFast đây, đúng rồi. VF8 là xe taxi đấy. Chưa đi bao giờ. Xe điện. Ê Đạt, bà Tún bà bảo tao sáng nay là cái xe rẻ lắm. VinFast thì mẹ nó rẻ nhất ở từ là tất cả trong hàng xe chỗ này nó nói 20.000 một cây, bố lá bố tét. Nó đang, con đang nói về giá trị tiền xe thì cái xe VinFast rất rẻ. Tiền mua một cái xe VinFast rất rẻ. Nhưng mà về km, tính công tơ mét trên cái xe taxi VinFast đắt hơn xe Grab bình thường. Grab chỉ tính 15-13.000 một cây. Chó là, còn VinFast là 20.000 thôi. Ủa xưa ông là giàu, ông là có khôn lãi. Nó xài điện mẹ ơi. Bên đấy là sạc xe điện. Taxi nhưng mà taxi chạy bằng điện. Đấy điện này anh. Nhưng bởi vì là sạc điện bây giờ đang là thử nghiệm cho taxi là ông Vượng ông ý làm những cái cột sạc miễn phí. Nên là cái xe này nó đến sạc miễn phí mày hiểu không? 11.000 một lần đấy. Thế à? Từ sạc miễn phí. Đây ô tô thì 15.000 mà xe máy nó 11.000 là chạy được 100 cây số. Cũng có cục sạc cả ở trên xe. Ở mấy cây xăng luôn. Các cây xăng đều có cục sạc mà trên xe nó dự trữ cục sạc nó chạy được 40 cây. Thì đâm là hành khách nó lên lắm của ông Vượng chứ. Mà ông lại tính đắt thế thì kệ mẹ nhá ông. Thấy 20.000 một cây đấy, người ta bảo con comment về 20.000 cây. Thế mà bà kêu từ nhà bà về sân bay. Hơn trăm. Dạ dạ. Bà nói là tính toàn quốc mà. Bà bảo là từ sân bay về nhà bà mẹ chỉ có hơn trăm. Trong khi tao đi từ sân bay về nhà tao là 270. Xe 4 chỗ 270. Thêm là 20.000 tiền cầu đường. Ra khỏi cổng sân bay 15 là đi ra đi vô là 30 đấy. Là 300. Trời ơi bà kêu hơn trăm mình hú hồn chim én mình. Check lại ú là trời. Không có cái cột sạc là miễn phí cả. Ôi trời, thế à? Sao lúc đầu bảo là sạc miễn phí nhỉ? Có, xe máy là 11.000, ô tô là 15.000, 100 cây. Nhưng mà lượng xe thì đông mà cột thì ít đúng không? Không, nó có cục sạc sẵn đây. Chúng ta là còn thích hơn cả đồ xăng. Mà sạc của nó không có tiếng.
Còn nó còn có một tiếng thôi mà bây giờ nhá, ví dụ nha, nó hết một cái thì nó là có cục sạc 40 cây rồi, thế là không có khách này nó cắm sạc luôn, thế rõ chưa? Bọn nó mới nhận xe ấy chứ. Giờ này còn quả bông hồng cái áo này. Khiếp, cô này cô đeo vào túi cô đừng thấy rất dễ bị giật nha. Nó giật phát là đi luôn đấy. Khổ, người già tội nghiệp ghê. Bà già ai nó giật thằng gì. Trời mẹ ơi, chúng nó không tha ai cả. Trong cái túi bà này, nhìn bà này biết Việt Kiều. Anh có nhận không? Không ạ. Nhìn lướt ra bà ấy biết Việt Kiều, mấy người già Việt Nam người ta không mặc đồ kiểu này đâu. Không, Việt Kiều không ai mặc đồ kiểu này đâu. Mấy bà Việt Kiều bà hay mặc đồ kiểu này, đi giày này này. Còn mấy bà Việt Nam là mặc giống bà kia kìa. Mấy bà Việt Kiều tôi gặp tôi biết này, vào quán tôi biết này là chuyên đi giày thể thao. Với cả mặc váy. Bà Việt Nam thì phải bảo bà Việt Kiều đi vào bên trong. Chứ mấy bà già đâu có biết đâu mà nói. Đây là mấy bà Việt Nam mặc như này. Tôi là cái người ngồi suốt ngày quán tôi, mấy bà Việt Kiều hay mặc váy xong rồi đi giày thể thao. Cái nước da của các bà đấy không phải người Việt Nam. Người già lớn tuổi mà da hồng và mịn thế khó lắm. Nó không bị đen. Mấy bà Việt Kiều về là không biết gì, ngơ đấy xong rồi nó giật trong cái. Đường này rất phát đi luôn. Chả ngơ ngơ sao? Người ta xa đất nước mấy chục năm người ta đâu có biết. Cái loại Việt Kiều này, cái loại Việt Kiều đi về liên tục thì nói gì. Loại này còn tởm hơn cả ở Việt Nam. Jenny Trang, em chào chị, chào bạn Đạt. Biết nhau không? Cái gì vậy? Jenny Trang. À, bà kế toán công ty tôi đấy. Chào kế toán ơi, em ơi, trừ lương bỏ mẹ đi. Sài Gòn cướp giật kinh hồn, bây giờ càng ngày càng kinh nhá. Ông phải mê BM đi quá rộng, nhòm BM. Hà Nội mình bây giờ cũng có cướp giật rồi mày. Có móc túi thôi. Có cướp giật. Em đi ra ngoài kia nó bảo là nhưng mà bây giờ có cướp giật rồi, mày cứ đi mày thấy cái cảnh. Nó đi SH giật hoài. Thế em đi ra ngoài kia em xong nó chở em xong em bảo là cái điện thoại cầm trên tay này nó có bị giật không? Không giật đâu. Tao bảo bây giờ nó mới xuất hiện giật thế này. To, sợ thế. Lậu Văn Phú. Thằng bé có 14 tuổi rưỡi nó đập bà em hơn chục nhát. Vì có bà là bộ trưởng thấp bộ chồng thì mẹ để lại chìm được chồng thì đây mơ qua cô chú đánh đấy, chồng thì là mẹ nhà báo xịn đi công tác, gọi nó dậy 6:30 gọi nó dậy đi học lên thì đéo đâu bà phô hụt cái này con con là nó ngủ là kiểu là sợ cái kiểu cứ kiêng kiêng để cho cái búa đầu rừng nó không nó vụt vào ở trong mắt ngủ đấy rồi cho thì tao cũng độc nhất thằng con trai mẹ mới cứ tử hình giáo dưỡng đấy, bây giờ cho đi giáo dưỡng rồi. Văn và ở Văn Phú đấy, Hà Đông đấy, mẹ đúng là nghiệp thật, bà chết đấy. Ghế 326 nhá. Ghế 26 cửa bao nhiêu đấy? Bà cứ đi thẳng vào an ninh như mọi lần. Bà nhìn trên cái mặt ghế mặt đấy. Và đến mẹ lấy vé mà có vé ở trong ấy mà. Không cần phải lấy vé, mẹ không gửi hành lý, mẹ cứ cầm đúng cái hình con gửi mẹ này. Cái hình ấy thôi. Mẹ là cửa 23, à ghế 23. Cửa 5. Nhà ga T1 cửa 5. Cửa 5. Cửa 5 nhé. Bà chợ trẻ bà vừa lên phát là bà nó sẽ ngay chữ đoạn đường lên đấy. Chứ không đi cùng với Phúc à? Nó ở ngoài kia kìa. Kệ. Ngoài nó đi trước tôi. Cái lúc ta hỏi đặt vé chung thì nó kêu nó cứ chưa về. Xong đến khi mà đặt lại thì lại không có cái chỗ nào của cái chuyến này. Cái chuyến 12 giờ là Boeing 777. Lúc nào Boeing 777 á, em cũng rất là lo nghĩ là tôi vào tôi ở lâu. Thế biết đâu là tôi vào thế là để nó về, là về theo tôi. Bạn em về ngoài Hà Nội bị người đi SH giật chị hoang mang. Trời đúng rồi, sẽ chị ca võ. Bây giờ giật đồ ghê lắm. Vì nó bảo Hà Nội không có cướp giật đâu, chỉ có cướp. Bây giờ nó đã bảo nó có rồi. Nói chung ấy là cứ phải cẩn trọng tiền bạc tài sản phải cạnh người. Đi bỏ hết cả tôi đeo bụng. Tôi cũng đeo cái túi đeo chéo chắc bụng cho nhanh sẵn sàng sạt. Mà làm gì phải nhiêu tiền, mẹ tao có mỗi triệu bạc.
1 triệu bao tiêu 3 tháng chưa hết. Thật, đi đâu ta chỉ có triệu hơn triệu hết. Mẹ cắp thầu mà nên mẹ giàu ăn con rồi, con trả có đồng nào. Rồi anh đi nặng mụn xong anh ngồi xe về anh phải xin cái bà chủ cho nặng mụn cho anh 20 ngàn trả. Thì tao hỏi mày, tao đưa 1 triệu cho đi nặng mụn tít mẹ 300 mày chịu kêu cái gì nữa. Giờ đấy, rồi đến giờ thì câu chuyện đấy lại lên sóng. Lại lên sóng, sóng chó điên. Bình thường tôi đi nặng mụn chỗ đấy mẹ chỉ có 480 thôi. Tít ghê thế. Bình thường tôi đi nặng mụn chỗ ấy 480. Hà Nội là không có tít. Không, tít thì vẫn phải tít. Gì có, nhưng mà vấn đề là như người ta thì phải để 100 bên người mà đi taxi hoặc đi xe ôm về. Không, tip mẹ luôn 300. Tại vì em nói mà rước anh. Em nói qua rước, kể cả có qua rước hay không phải có trường hợp phải trong người có đồng nào chứ. Tao bình thường nặng mụn có 450 thôi mẹ. Ông ấy làm cái gì ấy, mặt thì không đánh phấn bao giờ. Mà bảo người ta bảo là làm thải trì cũng tin, làm thải trì. Thế thôi mất thêm 3 lết 2 lết. Xong rồi là tip 300, tip sạch. Xong rồi đi về bảo là ai nhắn cho bà là cửa số 7 đấy. Chứ có đổi cửa. Thế con Thảo nhắn cửa số 7. Vào đi hỏi đây cô ơi, tôi đi cái vé này lời đâu. Hỏi Thảo xem kiểm tra cái vé của mẹ đổi cửa số 7 à, không còn cửa số 5 nữa phải không? Mẹ vào đấy mẹ hỏi các cô nhân viên, không gì phải lo. Nhân viên máy bay đi xoay cái vé cái là nó biết luôn. Cứ hỏi các cô mặc áo xanh, các cô chỉ tới nơi. Sau vụ đi Hà Nội sinh nhật bồ mày, tao nghỉ nhậu nha Đạt nha. Tao lại bước chân vào con đường nghỉ nhậu cất trứng rồi nè. Thôi tao nghỉ tròn tháng, tao tự chinh nhậu nuôi em. BM này, BM nó không thích BM này. Em bấm nhầm đấy. Chỗ nó mở này rộng nhỉ anh nhỉ? Mở này đường rộng. Mấy cái nhà này đắt lắm. Nhưng mà vấn đề là nó ở khu vực đắt. Cơm niêu cậu cả. Ê, giờ này Tiki còn bán được trên mạng không mày? Còn, chỉ mua cái gì? Tao chẳng mua gì, tao thấy thằng mặc Tiki rồi, tao thấy bọn... Tiki nhóm Shopee đấy. Tao thấy bọn chúng nó... Nhưng mà nó hoạt động âm ỉ hơn, chứ có vẻ là bền hơn. Tao thấy bọn top nó nổi quá nên tao không biết bọn Tiki với bọn Lazada nó còn sống không? Vẫn sống. Có Shopee là hơi xuống. Shopee à? Này, thế tại sao nhé? Lại có những ca cái ship đéo lên là từ Sài Gòn ra mà cái áo có 15.000. Ồ, xin bố nhỉ nè. Cái gì? Cái áo có 5.000 mà ship đến tận nơi. Bọn Sài Gòn. Chứ nó tận nơi về mà làm rẻ chủ nhà. Không nhiều mặc được cái áo 5.000. Bọn thợ xây cái bông mà tôi dở ra đẹp rõ ràng. Nhiều khi nó là mua săn được sale không đồng. Và được hỗ trợ giờ hỗ trợ phí ship. Nó được bên nó được bên cái trang đấy nó hỗ trợ không đồng. Nhưng mà bà ơi bà, để bà săn được cái đấy thì cũng xin là mất mẹ hoa tay. Bấm rất mất mẹ hoa tay. Thấy bọn thợ xây phải bấm liên tục. Trả lời. Thợ xây là mua ở chỗ tôi là mua 10 cái mới thì tại vì. Ôi giời. 10 đứa là mua 10 cái thì lại vì cái bọn shipper nó lại gửi tôi tại cái áo đéo về 5.000. Thì tổ sư vô thì thấy cái mày ship là 3.000 nó biết đâu. Chỉ biết đây có 5.000 một cái. Thế bà có mua không? Bà mua để cho bố.
áo đó đâu, áo của chúng mày mặc ấy. Nó 5.000 một cái thôi. Ừ. Tao buồn cười tao đéo biết. Sao nó bán dễ. Không, nhiều khi nó săn được deal không đồng nữa. Nhưng mà làm sao săn được 10 cái một. Đấy, nó mua 10 bọn. Đúng không em? Bởi vì là khi mà deal lên deal 1.000 đồng. Đấy. Hỗ trợ phí ship thì nó là một sản phẩm. Nó là một sản phẩm chứ không thể đấy. Mua một lúc 10 cái được. Thì không biết là mua ở là thằng shipper mà áo xanh hàng nào bán thế thì nó lỗ lỗi lỗ. Thì là không biết là bán kiểu gì thì bà hay nó ăn cắp nó đeo. Không, chắc chắn nó phải đơn hàng kiểu gì chứ có làm gì có chuyện. Tại vì đơn hàng nó mà xả 1 đồng hoặc xả 0 đồng thì một người chỉ mua được một đơn, không thể nào mua một lúc 10 cái được. Đấy. Tôi cứ buồn cười tôi đấy, mẹ bố thì mày kể bố mới giới được ô tô bố mua để đi từ thiện có 5.000 cả, rẻ quá. Áo 5k chắc cái rẻ lâu nhà không bạn, nó mở ra trước mặt bà tụt áo mặc được. Tôi mở cho thử thì nó gửi ở cửa quán nước tôi mình khổ. Khổ. Tôi bảo sao lại rẻ thế mà. Khổ. Không biết cái hãng nào, nó cũng đề của Sài Gòn. Bây giờ nó nhiều để bán trên mạng quá nhỉ. Người ta bán đầy. Thế tối nay mấy giờ anh Luis ra sân bay? Đâu? Tối đi ăn ốc mà. Mai anh mới đi. Với cô gái kinh nghiệm vàng trong làng đi ra sân bay đó, thấy không? Thằng khốn nạn sẽ ra rêu này, mày xin nhà là mày đi vào đâu đây? Mẹ mày xin nhà đứng lù đấy, cái thằng áo anh nữa. Em thấy không? Cô gái vàng trong làng đi sân bay hơi nhiều. Bà để ói này, giống con Phương. Thế mở gương như vậy biết ở dân ói rồi. Cô gái ói cho hay. Mình bất nhà em nhá, từ nhỏ đi đu quay nó đã ói rồi. Thế sau này sao đi của mày? Đi ra xe là bây giờ chỉ có đi xe như thế này đấy, nhưng mà còn bước lên xe khách với xe buýt là nó ói luôn. Thế à? Mở cửa ra là nó còn ói luôn. Ừ. Sao? Cơ địa nó bị như thế. Không chịu một mùi xe. Thằng ở bên Nhật chứ gì? Đúng không? Nó đang ở đây đấy. Đang ở Nhật à? Vâng. Nó không về à? Không, nó không về, nó ở đây luôn. Thật đấy, ta bảo ở bên Nhật luôn. 75 con cái quốc tịch Nhật. Ở xương. Bà đi cẩn thận nha. Ít tiền thôi, không cần nhiều. Sạch lắm. Giờ mình ra mà là vấn đề nan giải này. Cái này đi xuống liền vậy. Cái gì? Cái này đi xuống liền này. Xuống hết là nó bay ra tao. Thì bây giờ vấn đề là chờ mấy con bèo này. Bánh tai heo. Rồi đi. Có con bánh này đi đâu trước khi Hà Nội. Nghiệp quê vậy. Xe này ngày xưa bóc tem thằng Bảo phải không? Đâu biết. Đúng rồi, nhưng Bảo nhiên kiến là lột. Con nghe đi Hà Nội. Mà khoác đi Hà Nội. Mà đang lạnh hả? Là anh đang lạnh. Rồi, tuần sau tôi đi Hà Nội với thằng Đạt này. Tha hồ đẹp. Đạt nhờ? Lần này chị em mình phải mặc đẹp. Chị em mình phải có một... Chị đang tính là sáng 18 chị bay ra sớm, chị lấy xe của ông thầy, của ông giày, chị đi thẳng luôn Hòa Bình. Để chị không bị đứt một ngày. Đi chủ động. 18 à? 18 em ra. 16 à? Em ra mấy giờ nhỉ? 18 này em đã ở ngoài đấy rồi. Em ra từ 16. Em ra từ 16 nhưng mà 18 em phải ở Hà Nội bởi vì thằng Mỹ nó đi làm 2 ngày thứ bảy, thứ sáu, trong tuần em chỉ gặp nó được thứ bảy chủ nhật thôi. Thế hôm nay thứ mấy? Thế hôm ấy 18 là thứ bảy. Thế rồi còn 16, 17 thì cả ngày em rảnh không luôn. À 17 là em rảnh không cả ngày luôn. 17 là con kiến nó thi 20 tháng 11 nên tao đâu có ấy được đâu. Hôm trước mới gửi clip Trang hát cho Cao Thái Sơn. Thế à? Cao Thái Sơn bảo là anh đang ở bên Mỹ. Nó đi thi. Rồi anh về rồi hội ngộ. Anh sắp diễn Phương Đông Đà Nẵng.
Hỏi nó bao giờ diễn phố Đông Hà Nẵng rồi ra? Trong 300 mét của 28 tháng 11. Nó thích đi Hà Nẵng lắm đấy. Anh thấy về hoài. Nó có bạn ở Đà Nẵng hay sao? Nó cứ đều thức thân thì nó ở Đà Nẵng. Thằng Sơn là một thằng rất là cà hên may mắn. Bài hát đấy vút luôn. À, sự đau ngực. Đau ngực thằng mười bóng là có ok không đấy. Ây da. Tự dưng đau ngực. Đau quá. Sao tự dưng đau nhỉ? Thiếu oxy nó nhiều quá. Thiệt mà. Uống nước vô đi. Ây da. Đau nha. Cái gì một thiếu oxy nói nhiều đau ngực ở đau ngực ông nội. Tôi nói từ sáng đến đêm tôi livestream lấy cái ví ra cho em ba. Để lấy tiền giả tiền đấy. 9.000 hay sao nhỉ? 19.000 hay 14.000 các bạn. Của em mấy nghìn nhỉ? Bà này như nhìn cái nhà tôi có 9.000 luôn. Em xin. Mày đi đi nha, mày đang ở đâu rồi? Bảo tao từ sân bay đi này. Mẹ giờ mày còn comment thì chắc mày đến mày nhịn mẹ em rồi. Quận 12 ngay đây này. Nó đi xe máy. Xe máy nhanh hơn. Thế à? Hôm qua em nhậu mấy giờ Đạt? Em nhậu từ 7 giờ đến 9 giờ. Rồi sao nữa? Sao em về nhà em nằm để em chờ người yêu của em đi về xong em mới gọi điện thoại em dỗ dành yêu thương. Người mẹ em nghe cái giọng ghét. Em biết làm sao bây giờ? Hôm qua 8 rưỡi tối trời ơi ông nội nó ngủ ngoài. Tao thề mới tao đã cố gắng đến 9 giờ tao vào. Tao vật lên tao vật xuống hai bố con ôm nhau ngủ. Mà hai bố con nó nằm ngang ngược lắm Đạt. Một là nằm mẹ sang bên cánh trái đi. Hai nằm mẹ sang bên cánh phải được không? Hai bố con nằm giữa cái giường luôn. Là tao nằm bên phải cũng không được. Tao nằm bên trái không sao. Quyết tâm là không cho chị lên đấy. Không cho chị vào cái cuộc này. Quyết tâm không cho tao vô join vô cuộc ngủ đấy. Để tao đâu có vừa. Tao bên kia tao vứt mẹ sang một bên. Tao nằm. Trời ơi. Trời trên giữa mới ghê. Thế chị hỏi Đạt, bây giờ cái giường là giường 2m chứ giường của chị bây giường nhỏ đâu. Chị là cái giường của chị giường 2m, ngang 2, dài cái 2. Trong phòng bán hàng hả? Cái giường king size mà. To mà. Nhưng mà vấn đề ông ấy để, có nghĩa ta đã nhìn thấy rồi, lúc đầu tiên nằm là hai bố con nằm sát bên trái. Xong rồi khi mà ta đi tìm cái đôi găng tay, ta vòng vào ta tự dưng thấy ông nhích sang giữa giường. Thế là con kiến đổi đầu. Ta nằm nó chồng chân cho chồng chân chỗ kia. Thế là thôi thành ra hai bố con nó nằm giữa giường. Tao nằm bên trái, nếu mà tao nằm bên trái xuôi theo chiều ông ý thì là tao sợ là cái chân tao gác vào cổ con kiến. Tao nằm ngược lại thì tao sợ chân tao gác vào mặt ông này. Thế là tao phải ẩn hai bố con ra sang một bên để tao bay sang bên kia tao nằm. Mà nhắn con quỷ như vũ trắng sáng kia là đi đi nhé. Con đi lâu lắm. Mình đi sang đây vừa đẹp lắm. Mà sao em nằm mới lạnh người em nóng vậy? Ừ em nằm không được. Em ho ngoài anh thì cả đêm em không ngủ đâu, ho ngoài. Em nằm mới lạnh người mát thì ngắm hổ là quay qua ôm một cái phỏng người được. Thì em nằm mới lạnh đâu xưa giờ thấy ho. Em đến này ngủ phòng khách đi nhé. Chỉ còn đêm nay hay đêm bên em. Bắt cơ mày tội gì đây? Theo anh. Chỗ này giao thông hơi nhiều luôn. Thôi biển 65 phải chấp nhận thương đau rồi em ơi. Cũng lớn lên thôi. Đường này 4 lane cơ mà. Thôi biết. Chạy kiểu 2 lane á. Dễ toang.
Phan Thúc Diện, lấy đường Phan Thúc Diện. Ngày xưa đâu có con đường đó hả ta? Có. Nó có từ ngày xưa con đường đấy. Mười mấy năm nó có cái đường đấy rồi. Phan Thúc Diện đi vào có một cái bà bán cháo lòng, bà cháo lòng hoa rất nổi tiếng, lòng xe điếu. Đấy, đi đâu thì đồ ăn. Thủy Sơn ơi, quên chuyện này đi Thủy Sơn. Quên nó đi. Đừng nhắc đến nó nữa. Muốn biết rõ thì về Đà Nẵng gặp Đạt. Đạt kể cho nghe. À anh ơi, em đi ra đường đấy, em đi bên này à? Ba ba. Em nhìn bờ kè phải không? Ừ. Ừ, ăn đông đi. Đi đâu đi về lỡ ăn cho cương á. Đúng không? Ừ. Đi bờ kè đi, cho rộng. Này, tất cả cái biển này để cho thuê này. Không khiếp không? Bình thường những chỗ này, những cái nhà này này, nó sống bằng cái tiền cho thuê cái biển đấy. Nhiều tiền lắm đấy. Ví dụ cái thằng mà đang để trống rồi này. Một cái biển đấy á, một năm nó thu khoảng 1 tỷ, 1 tỷ rưỡi. Những cái nhà nào mà nó gần cầu vượt này này, nó có cái nhà tròi lên là để áp được cái biển vô ấy, cho thuê mắc lắm. Tỷ, 1 tỷ rưỡi với cái diện tích đấy. Thôi cấm nè, rẽ vào rồi, cấm ô tô tải. Mặc dù chưa vào nhá, nó phải vào đây nó bị bắt này. Nó mới vào cua, nó có phải cua ra kia mà. Đố ba biết cái này dùng làm gì? Đã xào bắp rang hả? Cà phê. Dạ. Mày sao cà phê? Sau cà phê khi nó cho cà phê vào xong nó vụt lại như quả trứng ấy, xong nó lốc lại, xong nó dùng bằng ga thì cái máy nó quay thì cái cà phê nó sẽ đều. Bọn Adora này nổi tiếng, các quận nó đều có nhà hàng tiệc cưới hệ thống. Đây hỏi là ăn gì chưa, lên sân máy bay về chị? À, đã bún bò từ nhà thì sáng ăn sáng nữa. Sáng ăn cơm chiên ngũ sắc, xong mà trưa ăn bún bò. Với cả bà bay chuyến Boeing 777 này có đồ ăn, có cơm. Nói chung bà tụ. Bay quốc nội nó không cho ăn rồi. Chỉ có chuyến nào anh bay 777 nó mới có cơm. Thì cái vé chuyến đấy bao giờ cũng mắc. Còn bay những chuyến Airbus thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 500. Nhưng mà đi chuyến 777 này là cái chỗ ngồi sướng lắm. Kể cả hạng ghế thường ấy, cái xe nó cũng rộng lắm, cái ghế nó cũng rộng lắm. Nào nào cái bà nội này, lưới gì nữa? Cái gì đây? Chơi con khùng ấy nữa. Má ra đường mấy con mẹ. Đi mẹ lên 3 phần 4 rồi còn lùi lại. Lùi bộ. Con Mio à? Mẹ mày ghét thật. Đi ra đường gặp mấy con bánh bèo ghét lắm. Thằng Vũ nhắn đi chứ. Đi chứ. Nó đi chưa ấy? Chưa nhắn đi chưa? Lúc nãy mình gọi là vừa mới dậy mà. Em nhắn con Kiệt đi. Em à, còn một đứa con Kiệt đi. Con Kiệt là cơ quan nó ngay cạnh chỗ đấy đấy. Con Kiệt nó quận 11. Nó ngay cạnh chỗ đấy. Thế mai chưa mai ăn cơm gà Hồng. Thế anh ăn cơm gà. Sao ăn cơm gà Nam à? Sao nói đi ăn gỗ cá kèo rồi. Chưa mai ừ thì cái ăn gì chả được. Chốt cái gì chốt đi. Nó chốt là cái
cứ đổi đơn chốt, đổi đơn, đổi kèo hoài. Thì tất cả nó xe chạy mình ngon gì, muốn ăn gì tự dưng dòm cơm gà, kêu ăn cơm gà. Không, anh hỏi nó còn ở đây hả? Tối nay đi ăn gì? Ốc nè, ốc quận tư ngon nè. Vào Sài Gòn chưa về quận tư đấy, chưa về nơi... Thì tối ăn ốc nha, ăn ốc cạnh H2 đấy, H1 đấy, H3 đây, cái chỗ xuống cầu Hồng Lãnh dễ phải nhớ không? Xuống cầu Hồng Lãnh dễ phải. Có cái đường dễ phải đấy nhớ không? Rồi. À, quán ốc đấy, đỉnh cao có... Ông này mới mê ăn hột vịt lộn xào me mà quán đấy làm rất ngon. Mà quán đấy có ốc len xào dừa đỉnh cao của chóp, xào lông, xào lông. Nói chung mà quán đấy là chỉ không có mấy cái món mà chúng nó đang kiểu hot hot ấy thì không có đâu. Nhưng còn về ốc cổ truyền là quán đấy là đỉnh, đỉnh của chóp đấy. Bán ngon nha. Xuống cầu Hồng Lãnh là mình không vào đường... Không vào Hoàng Diệu. Không vào Hoàng Diệu mà trước đó là có một cái đường... Đúng giờ chính đó, dễ phải rồi. Ăn ốc đấy ngon. Xin địa chỉ đi, để đi Grab chứ. Mày cứ sợ chung cư H3 à. Em sợ chung cư H3 Hoàng Diệu. Thì xuống đến cầu em bảo nó dễ phải luôn, khỏi lên mặt Hoàng Diệu. Tí nữa trên đường về em sẽ rẽ vào đấy để anh chụp cái địa chỉ, hiểu không? Ừ. Cái độ ngu ngục về đường xá, nhớ đường của em là khó. Em không nhớ được địa chỉ nha, em sẽ biết đường đi. Này sao em không ăn được cái dừa tốt nốt thế nha? Sao vậy? Nó dùng sao sần 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 sần. Thì chính vì cái sần sần nó mới ngon chứ. Nhưng mà cái non kìa già quá thì cứng quá cũng không nhai nổi. Em đi gì nhỉ? Em đi An Giang ấy. Xương sáo hộp bé ngon chứ. Ừ. Cũng phải thốt nốt đó, dừa nướng. Anh có thể ăn tàu hũ không? Anh ăn tàu hũ nóng á. Em muốn ăn tàu hũ. Ngay Bùi Viện. Đúng rồi, ngay Bùi Viện rất ngon. Gần nhà mình. Về trời. Em sợ tàu hũ thủy. Bắt đầu bán từ 11 giờ trưa. Ăn đi thì thấy cảnh. Đỡ không nổi, một lần chỉ mua 10 ly. Tí nữa về ăn. Tàu hũ gì? Tàu hũ thủy. Bây giờ này từ quán bún đậu. Em ra cửa, đầu hẻm. Em rẽ phải thì rẽ vào Bùi Viện luôn. Em đi nó gần ngã khách sạn là Bùi Viện mà. Em chỉ biết em ở Bùi Viện thì nó sẽ nằm ngay ngã ba Đỗ Quang Đầu. Lùi lại 10 m. 207 Bùi Viện rồi, ok, ngay gần chỗ tôi ở. Mày hỏi đấy ai cũng biết con mẹ đấy. Gì chứ riêng ăn mày gọi tao hỏi tao. Mẹ cái đường nghiêng mà. Có phải cái đường nghiêng không? Đường nghiêng là... Cái đường nghiêng em thấy cái xe kia nó nghiêng hay là mất em tách? Đây là con... Phải lại lại đây, lại xuống cống chứ. Đây là con đường mà ngày xưa chồng chị đi làm đấy. Phóng bằng tốc độ bàn thờ. Dân dân đua kiệt xuất từ sân bay về lò gốm 20 phút. Vãi cả đái. Bà ba, trái phải nhỉ? Em nghĩ bên trái. Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt. Lại ông Vương. Em nghĩ Lý Thường Kiệt đúng không? Lý Thường Kiệt gần hơn. Úi dồi ôi, anh kia sao vú to thế? Tập gym à? Cái người luôn mà vú to thế. Đây mấy người phải tập tạ luôn. Giống như thằng Hoàng Tony đấy. Nó tập một cái vú nó to, phải gọi là gấp 3 cái vú của em. Hôm qua đã lăng hình đấy, nó với bụng. Nó với bù nó hai đứa tập kinh lắm. Người như điêu khắc luôn. Tạo chăm lắm, hai vợ chồng nó chăm lắm. Ngày nào chúng nó cũng ra phòng gym ở Nguyễn Du ấy. Chúng nó tập 3 tiếng đồng hồ. Ước gì nhỉ? Ước gì ấy thôi. Ông tập làm gì? Ai hưởng mới tập. Đẹp là cái tốt trọng người nhìn. Thôi, giọng điệu mẹ thối lắm. Đúng không Đạt? Ở bên kia bục mặt đi làm tập chứ vú to để làm gì? Đẹp tôn trọng người nhìn, mẹ về đây có thể nhìn đâu. Bao lỗ nhiều không? Gì? À bao lỗ này. Chưa ít đủ bổ xỉ đấy. Em có mấy bà chị chủ mấy cái tiệm xỉ đây này. Đây, biệt thân này là bà chị em. Mấy già bà không thích mặc áo thể thao đấy. Bà không mặc áo ngực. Giờ chắc bà lớn tuổi rồi. Thích mặc bra đúng không? Mấy cái bra bên Mỹ thì rẻ. Xịn hơn ở đây nhiều.
đầu lóc ngồi trước du lì là mua cho em ấy, ấy năm trời mà thấy những cái người bán buôn này này họ đều hưu ghê ấy. Ngày xưa em nghe chợ Tân Bình đây này, riêng tầm này mình đi tầm này này không hề có chuyện cửa và cái tiệm mà nó chập trắng như này, nó cục hàng ở chợ Tân Bình này. Và tầm này những cái người mà chở như này họ chở limit luôn, giờ buôn bán khó khăn. Chợ buồn như cái những tiểu thương người kêu vào đây. Bản chất bây giờ nhá, công nghệ phát triển, TikTok phát triển, shop nào nó cũng tự like, nó đổ xỉ nó cũng tự like luôn, nên là mấy bà này coi như chết. Những mấy bà này người già mà, những người lớn tuổi cỡ mẹ em mà buôn bán cái kiểu mà ngày xưa thì sẽ thua thôi. Bây giờ các shop này nó đều có người live stream, nó đều tạo fanpage, nó đều chạy quảng cáo, chúng nó tự bán buôn về cho các tỉnh. Xong rồi các tỉnh thì những con buôn lại tự live stream tự bán, nên là chợ truyền thống là chết. Anh nghĩ bây giờ chợ truyền thống mà có từng cái xe bình thường với ông xe gọi là không có cửa. Bây xe này xe của mấy cái người mà bán trong chợ không á, làm gì có xe của khách. Khách người ta giờ tao mua TikTok. Các nền tảng mạng xã hội nó phát triển thì là những tiểu thương này là ra biển ở hết. Kể cả các đồ vải viết này thấy người ta live stream hết rồi. Kiệt chưa lên Sài Gòn. An Đông Plaza quận 5. Hết đi Thường Kiệt dễ. Ôi trời ơi, táo kìa, mẹ ngon thế. Khế kìa. Quả khế ngoài Hà Nội đấy. Quả khế nó hơi chua chua còn ngọt ngon lắm. Táo ơi, táo chua đấy. Thôi tuần sau đi Hà Nội có ăn rồi. Ngày xưa mấy cái nhà ở đây này nghe, mua rất là đắt luôn. Đắt khủng khiếp luôn. Tại vì là cho thuê khu vật liệu xây dựng và đồ thiết bị xây dựng ấy là họ bán ở đây. Giờ mấy cửa hiệu tiệm này gần như là cũng chả thể làm gì. Thật là có luôn mà. Đấy là cái gì đấy ba? Cái gì? À, thấy không? Đóng cửa hết. Em nói nghe đi, ngày xưa con đường vàng đấy, mảnh đất vàng đấy, đắc địa Lý Thường Kiệt này. Thằng nhà hàng Phong Lan còn không? Em không, em chưa ăn Phong Lan bao giờ. Nhưng mà ý em bảo là cái chu này ngày xưa nó cực kỳ phát triển, mà giờ nó điều hưu như thế này. Giống như ngày xưa nhá, là người ta xây nhà là người ta sẽ tự đi ra mấy cái tiệm máy đặt, người ta lựa người ta mua. Còn bây giờ là công nghệ phát triển, cái những người seller, những người seller người ta sẽ tự chào. Và những cái fanpage bán hàng, những cái dụng cụ này người ta cũng đẩy mạnh trên Facebook. Nên là những cái nhà này, họ cũng sẽ phải xây dựng những cái fanpage của họ để họ bán. Nhưng mà giống như bây giờ những cái công ty lớn ấy, người ta đều làm việc trực tiếp với hãng, được cái giá chiết khấu cao hơn. Nhà thầu như thích người ta cũng làm trực tiếp. Ui, con cà phê hai lần đông à? Anh biết lý do vì sao hai lần nó đông không? Giá thị trường nữa. Nó giá rất rẻ. Ngày xưa lúc mới ra mắc nhất, ví dụ như bây giờ nhé, một ly trà, một ly cà phê của nó 29.000, anh vô Phúc Long bây giờ đã là 60 mấy nghìn. Ví dụ anh đi một ly trà hạt sen của nó size mini là 45.000, size lớn là 58.000, nhưng nếu anh vào Phúc Long thì lên đến 110 mấy nghìn. Hoặc là Starbucks cũng rất là mắc, Starbucks và Phúc Long rất mắc. Highland rất hợp với dân văn phòng vì giá nó mềm. Với cả em đánh giá là Highland đồ uống rất là ngon. Mát lạnh, máy lạnh cũng ok. Chỗ ngồi cũng đắc địa không? Bởi vì Highland nó là thương hiệu của Việt Nam.
Còn Starbucks nó là thương hiệu mua bản quyền nước ngoài, nên là chỗ nào nó cũng bán đắt, nó phải bằng giá. Đến hôm rồi Đạt mua mua cái bánh John Kiến bằng đúng hai đốt ngón tay, hai cái ngón tay này luôn, 85.000. Rất là mắc. Ngã tư cà phê Highland đó. Xá Lữ Gia à? Cư xá Lữ Gia à, ở bên kia, quận 11. Cái tên đường nó không để. Đó là Lữ Gia. Đẹp cái khoa cho mày, đẹp nhỉ? Đẹp dã man. Bò vàng. Sân vận động này. Đây Lữ Gia này này. Còn khúc rồi trước mắt dậy cực Đạt ạ. Chị ra khỏi mặt này mà chị đi cách mạng 8 mà đâm đây được rồi. Nó chỉ giai đoạn này các bạn, nó dễ phải xuống đây. Nó cua vào cái tòa chung cư kia xong phòng vũ cua ra. Chị chuyển quận 2 qua nhà chị Yanli này hả? Nó khốn nạn vô cùng anh ạ. Em ra các bạn tám đâm ngay đây rồi, em đã nhớ rồi. Nhưng em bởi vì em không biết là cái nhà của con Trang ấy nó cái đoạn nào các bạn tám. Nó chỉ em ra đây này. Phi xuống cái tòa chung cư kia vòng vào sau tòa chung cư thì chị nghĩ là sau tòa chung cư có cái đường đâm thẳng sang đúng đoạn cái mạng tháng 8 đấy. Trời mày ơi thần. Nó đông mà tao nói. Đường nó đông rồi đi xem hậu đông. Có mọi người không xài cái map ở trên iPhone hả? Là map đó. Không, không phải là Google. Em sử dụng map mà. Em bấm map mà lại. Em bấm Google Map mà này. Không, Google Map khác, cái Map khác. Cái Map là của bên iPhone đó chị. Bên iOS á. Cái hình có giọt nước ấy là cái gì? Không, không. Đó, nó hình nó có cái đường cái ấy. Cái đó là Google rồi, cái giọt nước là Google. Có mắt dậy, Google mắt dậy. Đây này, nó bảo tôi. Anh cũng không coi Google, ở bên Mỹ anh cũng coi Google. Đây này, nó bảo chị dãy đây này Đạt. Anh bấm vô cái nó chỉ đi một đường. Nó bảo chị dãy vào đây thì chị nghĩ là cái đường này nó sẽ có cái đường xuyên sang bên cái mạng 8. Chị dãy vô không? Chạy vào trong đó. Oh, má nó đâm sang kia kìa. Xuống tăng lô hơn sau chung cư nó vòng ra ba điên điên sư trai như này. Xong vào chỉ vòng mọi cái đường này này xong vòng ra. Ồ má nội ơi xong rồi vòng ra ra dễ phải. Ba ba ba. Hai bừng. Dạo này trên TikTok xuất hiện mấy cái kênh buồn cười vậy đái nào này. À, anh ơi anh về với em đi sao anh mượn tiền của em. Em sao mấy bài có thể làm như thế nhỉ anh nhỉ? Rating rất là cao luôn. Sợ vãi đái. Xem mấy cái xàm đấy. Xem mấy buồn cười vãi đái luôn. Anh thấy mấy cái đấy view cao lại thương những người mà người ta đã bỏ công sức ra để quay chụp kiểu rất là chuyên nghiệp nhưng lượt view lại là đẹp. Ừ. Còn mình chỉ có anh Bùi Văn Bự. Buồn cười nhất là anh Bùi Văn Bự. Anh có yêu em không? Tại sao anh hứa anh yêu em ở bên em mà anh lại bỏ em? Anh Bùi Văn Bự. Anh cầm của em đâu 4 cây vàng. Anh đi đâu rồi anh bỏ em? Anh Bùi Văn Bự cười. Tao tác vào bài báo tao cười sảng đá. Xong mày phải đọc comment buồn cười cơ. Nghe cái tên anh Bùi Văn Bự là biết chị thua luôn rồi chị ơi. Thế giờ có anh Bùi Văn Nhỏ anh có đi chị có yêu không? Cười vãi đái. Nhưng mà mày nghĩ là mấy cái người đấy có thật không Đạt? Ý là nó chỉ vui thế thôi chứ đâu không có đó chị. Nó cũng sẽ có những cái bà như vậy, những cái bà mà lụy tình như thế. Mẹ dặn vào đến một ngày có một con mẹ điên nào để hình lũy trước mặt đọc tên. Để tôi thuê bà nào. Tôi thấy bà nào mà cầm cái hình ông đọc đầu má chấn động địa cầu. Khi đã đọc cọc thấy thương không? Mấy bà này nhặt ve chai.
lý thường kia đâm sang bên kia là An Đông đúng không anh? Chưa hình dung được rồi. Để coi mong lý thường kia qua bên kia là như đâm về Nguyễn Chí Thanh, chợ Nhật Tảo. Sáng nay uống cà phê ở quán này cũng không ngon nha. Cà phê ở quán Linh á? Chưa giờ là ngon. Từ hôm vào Sài Gòn rồi đi cà phê chưa uống được ly cà phê nào vừa lòng. Không, mà phải quẹo trái lên 3 tháng 2 mới xuống lại Thành Thái. Thành Thái qua bên kia là mới đâm về Nguyễn Chí Thanh nè, mới ra An Dương Vương đúng rồi. Đúng rồi, 900m Nguyễn Chí Thanh nè. Đúng rồi. Thế là não vẫn còn hoạt động. Nè, con Lan con nè, mới lạnh xin giường nè. Thế à? Đây nè, nhà hàng cà phê Xuân Vườn Phong Lan vụ cà phê phở đặc tiệc liên hoan hội nghị. Ồ, ngày xưa ở đây là nhất nhì Sài Gòn đó em. Ngày xưa là chỉ có sinh đôi với Phong Lan thôi. Sinh đôi Phong Lan. Sau này sinh đôi của ông Phú. Gallery. Ừ. Sinh đôi của ông Phú. Ông Phú ông Quý Anh em nhà lùn lùn. Ngày xưa nhắc đến là nhà tiệc cưới nhá, là nhắc đến cặp đôi đấy. Là làm qua ba lát đó Đạt. Phú Quý Anh em nhà. Sinh đôi lùn lùn qua Palace là chỉ có một cái ở Thủ Đức đấy đúng không chị? Có một cái ở Võ Văn Kiệt, một cái ở sân bay, một cái ở Hoàng Văn Thụ đây. 20 mấy năm trước chị đã đi đi chơi với anh Phú Quý đấy, là vì anh ấy chơi thân với anh Nam. Qua chả nhà hàng chỗ anh Nam đó à? Ừ. Em vừa thấy anh Nam chụp hình với con gà đấy lên. Con gà đấy phải báo phải báo trước một ngày em được ăn đấy nha. Hôm qua tao giật mòng mới tao không em muốn ăn mấy con gà đâu, tao thích ăn gà mà. Vừa thấy ông Nam chụp hình như buổi sáng thì buổi tối thấy Trang ngồi đấy ăn à. Vì ông chụp nên tao mới nhớ ra. Bên hàng. Rồi Bành Tũn, cửa hành số 7. Nó vừa báo email. Sơn miền Nam Thanh Lý. Nhìn cũng đẹp đó nhỉ. 40 ngàn. Mẹ ơi mẹ ra cửa số 7 nhá. Nó vừa báo email cửa số 7. Ok mẹ. Không mời thế hệ trẻ Việt Nam giờ tụi nó siêng đi tập thể dục này kia. Ơ kìa. Bây giờ bọn trẻ bây giờ siêng tập thể dục lắm vì chúng nó mê cái đẹp, chúng nó mê người đẹp. Nên là chúng đi tập vừa khỏe vừa đẹp lại vừa vui. Ngày xưa mình là chỉ có người máu mới đẹp thôi. Đúng. Đúng là ngày xưa đúng không? Cái thời của mình là chỉ có người mẫu mới xin đi tập gym để giữ body để làm người. Ai cũng có thể đẹp. Nhưng bây giờ bọn người mẫu còn không đẹp bằng người thường. Đúng nói rồi. Mẹ thế cho nó nhanh. Bọn người mẫu bây giờ còn thua mẹ body mấy ông đi tập. Nhưng thực sự mà nói tập nó ghiền chứ giống như ngày xưa. Đúng tập rồi. Nên không thể nào nghỉ được ngày nào. Ngày sáng chủ nhật cái phòng người ta đóng cửa phải năn nỉ bả. Mở cửa buổi sáng đi. Mở cửa buổi sáng 3 tiếng thôi. Mở cửa buổi sáng 3 tiếng thôi. Tập xong đi uống cà phê cứ vậy đó. Cỡ nào cũng phải lết cái thay đi, không hiểu sao nữa. Nó bị ghiên. Ôi, bây giờ tắm 40-45 phút lết rồi cưng. Tắm 45 phút thôi ông nội, ông khỏi tập ông nội. Không, ngày xưa tập nó đẹp quá, nó mới tự nhìn mình á. Trời ơi, tiếng máy hồ khùng. Chả hiểu. Thôi, cái thân tứ đại một ngày nào đó rồi cũng trở về các bụi thôi. Cát bụi lên gì? Chào đời hai tay trắng lì đời nắm xương khô. Tập gì cho đẹp rồi mai mốt chết hồn lì khỏi xác cứ đứng đó ngắm cái xác đẹp quá không nỡ đi. Làm hồn ma vất vưởng. Bị khùng mày, bị khùng rồi đó. Bị khùng. Cảm giác xe này đang giả kinh quá à. Em thấy Pháp Hòa. Em thấy Pháp Hòa. Tôi không có tập đâu nhé. Ngày nào tôi cũng tập nâng bia đẹp lắm rồi. Thôi giờ này cũng phòng chú giải sẽ lâu thôi. Thôi chứ. Thương á. Mời lên cho xin lô máy.
Ôi một cái xích lô máy mà ta nói tóm 80 đứa vậy. Mấy chú này là chở mấy cái chợ. Mấy cái ga. Chở hàng thôi đâu còn chở người hả? Đúng rồi, chở hàng. Chở người nó có một dạng xe của du lịch Sài Gòn Tourist. Chuẩn bị đến rồi này. 600 mét dậy lên Chí Thanh. Nhật Tảo nè. Chợ chuyên bán đồ điện tử nè. Em cũng mới đi Nhật về mà Nhật Tảo. Cái gì? Không biết lấy phải. Em cũng mới Nhật về mà Nhật Tảo. Đi Mỹ mà Mỹ Tho. Thiệt, mấy nước tụi nó suy nghĩ ra được hay. Hay là Mỹ Đình. Chung cư Nguyễn Kim. Ui gì đẹp thế, bên phải cái gì đẹp thế. À, chung cư Tân Phước, đẹp ha. Nó xây rất đẹp luôn nha, giống như kiểu nước ngoài. Nó làm cái màu đẹp. Đẹp ghê á. Nhờ anh nhờ. Tại sao mấy cái sảnh đẹp trên mấy con rời check in sống ảo xuống cái chụp hình. Em đang để vỗ bồ em đi. Nguyễn Chí Thanh. Bà Kiến đi qua đây này, bà muốn vào môn cá sấu. Cái bánh mì có hình con cá sấu. Sao ăn hết được rồi. Nó là mô hình mà. Đào Duy Từ. Thấy không? Đã đạt thông tính được đính tính giờ chuẩn là 11:30 mới đến. Nghe em hát câu dân ca. Thằng này nó có túi giống với thằng Như Vũ. Chỗ này khu gửi hoa. Giáp với quận người hoa. 6/11 văn phòng công chứng Nguyễn Thị Phương Chi. Thực hiện các dịch vụ công chứng tại trụ sở phòng nhà riêng bệnh viện trại giam. IGP đưa các sĩ ra các loại sofa bản này. Máy hết pin, máy hết pin.